Nếu như bạn có một miếng đất nhỏ sau nhà thôi là bạn đã là người quá may mắn rồi. Các bạn có biết tại sao là như vậy hay không? Hôm nay Hannah xin được chia sẻ với các bạn 10 cái lý do. Hannah biết là sẽ có rất là nhiều cái lý do, rất là nhiều những cái lợi ích mà cái việc làm vườn đem lại cho mình. Nhưng mà hôm nay Hannah sẽ cho các bạn biết 10 cái lý do quan trọng nhất mà các bạn nên bắt đầu làm vườn từ ngày hôm nay nha. Chào các bạn, mình là Hannah. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh của Little Hailey. Hannah rất là thích chia sẻ những kiến thức về sức khỏe để giúp cơ thể tự chữa lành mọi bệnh tật một cách tự nhiên mà không cần dùng thuốc. Ngoài ra, Hannah cũng rất là vui để chia sẻ những kiến thức hữu ích về việc làm vườn trồng rau hữu cơ thuần tự nhiên, với hy vọng là có thể truyền cảm hứng cho tất cả các bạn để các bạn có thể trồng thật là nhiều cây cối và rau sạch để có một sức khỏe tốt hơn. Hannah sẽ luôn luôn ở đây để đồng hành cùng các bạn trên cái hành trình mới này. Hãy nhớ là các bạn không có đơn độc một mình đâu nha. Cái lợi ích thứ nhất đó là fresh air, không khí trong lành, và vitamin D. Chúng ta thường nghe đó là không khí ô nhiễm, rồi khói bụi mịn, hoặc là chúng ta bỏ tiền ra mua thật là nhiều những cái thiết bị đắt tiền, những cái máy lọc khí để ở trong nhà để có được những cái khí, những cái không khí trong lành để mà hít thở. Thì thay vì như vậy đó thì mình nên làm vườn, mình trồng cây. Cái việc mà trồng cây nhiều ở trong vườn như vậy đó, nó sẽ giúp lọc không khí và mình sẽ khi mà đi ra ngoài này đó thì mình sẽ hít thở được rất là nhiều không khí trong lành. Và đặc biệt là khi mà đi ra ngoài vườn đó thì các bạn sẽ có được rất là nhiều vitamin D từ ánh nắng mặt trời. Cái ánh nắng mặt trời, đặc biệt là ánh nắng sớm mai đó, nếu như mà các bạn nào mà sợ bị nhanh da hoặc là da bị lão hóa thì các bạn đi ra ngoài trước lúc 9 giờ đó thì các bạn sẽ hấp thu được rất là nhiều vitamin D từ ánh nắng mặt trời. Chỉ cần 30 phút mỗi ngày thôi là chúng ta đã có đủ cái lượng vitamin D cho cơ thể rồi. Và như các bạn biết rồi đó, thiếu vitamin D á, thì nó gây ra rất là nhiều những cái tình trạng như là bệnh loãng xương, tiểu đường, những cái căn bệnh liên quan về xương khớp, rồi tim mạch, ung thư vân vân. Nếu như mà các bạn không có một khu vườn đó thì các bạn sẽ không có lý do gì để mà đi ra bên ngoài hết á. Nhưng mà nếu như mà các bạn có cái vườn ở phía sau nhà như thế này đó thì các bạn biết là ở ngoài này có rất là nhiều bạn cần các bạn chăm sóc. Do đó mà các bạn phải đi ra ngoài. Các bạn đi ra ngoài, do đó mà các bạn hít thở được rất là nhiều không khí trong lành. Các bạn nghe tiếng gì kêu không? Giống như là con ve ve á các bạn. Nghe không? Ve ve kêu. Cái lợi ích thứ hai mà cái việc làm vườn, có một cái khu vườn mang là các bạn sẽ có thật là nhiều rau củ quả, trái cây hữu cơ thuần tự nhiên. Điều này có nghĩa là những cái loại rau củ quả, trái cây của bạn nó sẽ chứa nhiều vitamin hơn và nhiều khoáng chất hơn và nhiều những cái chất chữa lành tự nhiên như là cái chất phytochemical. Bởi vì là khi mà các bạn tự trồng rau hữu cơ đó thì mình ăn khi nào thì mình hái khi đó, thì mình để cho nó chín cây thì mình đưa từ vườn vào trong nhà của mình chế biến, mình ăn liền, thì rau củ quả của bạn đó nó chứa nhiều vitamin và rất là nhiều khoáng chất. Khi mà người ta bán rau củ quả ngoài chợ đó thì người ta hái không có phải là đợi cho, ví dụ như cà chua thì người ta phải hái lúc nó mới hùm hoặc là nó còn xanh, để khi mà vận chuyển từ farm cho tới chợ và họ để trên chợ cho tới tay của mình dùng đó thì cũng khoảng là mấy tuần sau thì cà chua chín là vừa. Do đó mà nó mất đi rất là nhiều vitamin và rất là nhiều khoáng chất. Một số rau củ quả đó thì khi mà chúng ta ăn liền đó thì cái lượng vitamin C ở trong những cái rau củ quả đó rất là nhiều, nhưng mà khi mà chúng ta mua ở ngoài chợ về rồi đó thì cái vitamin và cái khoáng chất nó không có còn bao nhiêu nữa. Đặc biệt là enzyme ở trong rau củ quả mình mua ở ngoài chợ đó nó cũng mất đi rất là nhiều. Hơn nữa đó là
khi mà bạn tự trồng rau cho mình á, thì bạn có thể lựa chọn những cái loại tốt nhất, những cái loại nào mà chứa rất là nhiều dinh dưỡng nhất và những cái loại giống nào mà ngon nhất để các bạn trồng. Cái lý do thứ ba của cái việc làm vườn hay là có một cái khu vườn trồng rau thuần tự nhiên đó là nó sẽ giúp các bạn ngăn ngừa được những căn bệnh, đặc biệt là bệnh ung thư. Bởi vì là như các bạn biết rồi đó, thì rau củ quả bây giờ mình mua ở ngoài thì mình không có biết được là họ sử dụng những cái loại thuốc gì, mình không biết là họ trồng như thế nào, họ xịt những cái loại diệt thuốc diệt côn trùng, rồi thiết thuốc diệt cỏ dại, rồi họ dùng những cái loại phân bón hóa học để kích cho cây nó mọc nhanh, rồi nó không có bị sâu bệnh, rồi họ trồng những cái loại mà cây mà bị biến đổi gen để cho nó cho ra nhiều trái và nó không có bị sâu bệnh tùm lum tà la hết. Cho đó mà khi mà chúng ta ăn những cái loại rau củ quả này vào thì không những nó không có cung cấp chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể, nhưng mà nó còn làm cho cơ thể của chúng ta bị bệnh nữa. Do đó mà cái việc mà các bạn có một cái khu vườn hoặc là có một cái miếng đất nhỏ để các bạn trồng rau hữu cơ thuần tự nhiên đó, thì nó giúp các bạn ngăn chặn được cái tình trạng này, ngăn chặn được những cái bệnh mà Hannah kể trên. Bởi vì là khi mà chúng ta trồng đó thì chúng ta là người hiểu rõ chúng ta sử dụng cái gì, chúng ta dùng cái gì để mà chúng ta nuôi dưỡng những cái cây này. Bởi vì khi mà chúng ta tự trồng cây đó thì chúng ta biết là chúng ta nên làm cái gì và chúng ta chăm sóc những cái cây trồng của chúng ta như thế nào để nó có thể nuôi lại chúng ta. Một cái lợi ích nữa mà cái việc làm vườn hay là có một cái khu vườn mang lại cho Hannah đó là chúng ta vận động, chúng ta tập thể dục. Nó là một cái loại hình tập thể dục rất là tốt. Mình phải bỏ tiền ra, các bạn phải bỏ tiền ra để đi vào trong gym để mà tập thể dục. Nhưng mà khi mà các bạn có một cái khu vườn rồi đó thì các bạn đi ra ngoài này nó cũng là một cái hình thức để mà tập thể dục. Bởi vì khi đi ra ngoài này á, thế nào các bạn cũng có việc để làm hết đó. Các bạn ngồi lên ngồi xuống nè, nhổ cỏ nè, rồi trồng cây, rồi chăm sóc cây, đi lại rất là nhiều. Rồi có khi là phải khiêng đất, rồi vác đất, rồi đào đất. Lúc nào đi ra ngoài vườn thế nào cũng có việc để làm hết các bạn. Do đó mà nó giúp cho cơ thể của mình nó vận động rất là tốt. Thì thay vì mình tập thể dục ở trong gym thì mình đi ra ngoài vườn, nó cũng là một cái hình thức để mà tập thể dục, để mà giữ cho cơ thể được dẻo dai, được giống như là được co giãn đó các bạn. Nó rất là tốt cho sức khỏe. Hơn nữa đó thì khi mà đi ra ngoài này đó thì không những mình được vận động mà mình được hít thở không khí trong lành nè, được nghe chim hót nè, được nghe được nhìn thấy mấy chú bướm bay qua bay lại, rồi được nhìn những được nghe những cái tiếng ve sầu nó kêu như thế này nữa nè. Chỉ cần đi ra ngoài thôi nhưng mà mình sẽ được rất rất là nhiều lợi ích luôn. 2 trong 1, 3 trong 1, 4 trong 1 luôn các bạn. Lợi ích vô cùng tuyệt vời ha các bạn ha. Cái lợi ích tiếp theo của cái việc làm vườn mang lại đó là nó giúp chúng ta biết trân trọng những cái loại thức ăn mà chúng ta ăn. Bằng cái việc trồng cây từ những cái hạt giống vô cùng bé nhỏ hoặc là từ những cái cây con vô cùng bé nhỏ, nhìn nó lớn lên rồi nhìn nó phát triển rồi từ từ nó ra hoa, nó kết trái, thì nó là cả một cái giai đoạn mà đòi hỏi sự kiên nhẫn các bạn, và nó cũng đòi hỏi rất là nhiều công sức, rất là nhiều tình yêu bỏ vào cho một cái cây đó nữa. Khi mà chúng ta ăn đó thì chúng ta cảm thấy quý và chúng ta cảm thấy trân trọng hơn. Mùa hè đó thì Hannah trồng được hầu như là mỗi thứ một ít ở trong vườn của Hannah, nên chi là khi mà mùa hè đó thì Hannah không có cần phải mua rau. Trái cây thì Hannah phải mua một ít rồi, nhưng mà rau củ quả thì Hannah không cần phải đi mua. Nhưng mà khi mà vào mùa đông đó thì mình cũng phải đi mua các bạn. Ngày xưa khi mà Hannah còn vô tư, Hannah chưa có biết trồng cây làm vườn đó, thì Hannah vô tư lắm, Hannah không có biết suy nghĩ, không có biết trân trọng gì hết á. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu trồng cây, bắt đầu làm vườn rồi đó, thì mình cảm thấy rất là trân trọng những người nông dân, rất là quý những cái người nông dân. Bởi vì là Hannah nghĩ họ là những
heroes, những anh hùng, bởi vì là họ chịu trách nhiệm sản xuất ra đồ ăn để nuôi dưỡng rất là nhiều người. Mình nghĩ đó, cái việc mà biết trân trọng hay là biết ơn những cái người mà trồng cây, trồng rau, củ quả để cho mình ăn, hay là biết ơn, biết trân trọng những cái loại rau củ, những cái loại cây, hay là biết trân trọng, biết ơn những mọi thứ xung quanh mình như vậy á, đó là một điều rất là tốt. Không những nó tốt cho sức khỏe của chúng ta về mặt thể chất, nhưng mà nó cũng tốt cho tâm hồn của chúng ta nữa. Bởi vì bằng cái việc mà biết trân trọng, biết ơn thì chúng ta cảm thấy là vui vẻ hơn và chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Biết ơn rất là nhiều. Hannah cảm ơn các bạn nha. Các bạn rau củ quả của Hannah nè, chắc Hannah ngồi đây nói các bạn rau củ quả của Hannah cũng nghe đó, các bạn cũng cười đó các bạn. Mấy cái bàn rau, mấy cái bàn cây, mấy cái cây, mấy cái rau của Hannah xung quanh đây chắc nó cũng đang nghe Hannah nói đó. Không biết là nó có hiểu hay không thôi, nhưng mà chắc nó cũng sẽ rất là vui đó các bạn. Cái lợi ích tiếp theo của việc có một cái khu vườn trồng rau hữu cơ thuần tự nhiên, của cái việc mà làm vườn đó, nó mang lại đó là bạn sẽ có xu hướng ăn rau củ quả nhiều hơn. Các bạn biết tại sao không? Tại vì là khi mà chúng ta trồng lên rồi đó, thì tự nhiên là chúng ta sẽ suy nghĩ cách để mà chúng ta chế biến cái món này với cái rau này, với cái món này nó ra làm sao, hay là chúng ta sẽ suy nghĩ ra cách để mà làm gì để mà ăn những cái loại rau củ quả này. Và các bạn biết không, thì không biết nhà các bạn như thế nào, chứ nhà Hannah đó là khi mà Hannah làm những cái loại rau hay là những cái loại ở ngoài vườn mà Hannah mang vào đó, thì Hannah hay nói với các con ăn đi, tại vì rau này là rau của các con trồng đó, do mẹ trồng đó hay là bà ngoại trồng đó, thì các con của Hannah thì sẽ ăn nhiều hơn, hoặc là những người thân trong gia đình của mình đó, nó sẽ ăn nhiều hơn, bởi vì là giống như là họ nghĩ, các con của Hannah hay là những người thân trong gia đình của Hannah nghĩ là cái công sức của mình bỏ ra, hay là của bà bỏ ra, hay là của mẹ bỏ ra rất là nhiều, mẹ hay là bà bỏ rất là nhiều tình yêu ở trong này, do đó mà mình phải ăn để cho mẹ vui hay cho bà vui. Do đó mà các bạn cũng sẽ có xu hướng là ăn rau nhiều hơn, rồi tập ăn những cái loại rau củ quả khác nhau ở trong vườn, bởi vì mình trồng lên, mình biết nó tốt, mình trồng nên chi mình ăn, do đó mà sức khỏe của các bạn sẽ cải thiện lên rất là nhiều. Cái lợi ích tiếp theo của cái việc làm vườn mang lại, các bạn biết đó là gì không? Các bạn đã bao giờ nghe earthing, grounding, hay là các bạn đã bao giờ nghe là cái việc đi chanh đất nó mang lại rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe hay không? Hannah biết là điều này có vẻ rất là lạ lẫm đối với rất là nhiều người, nhưng mà đã có rất là nhiều nghiên cứu cho thấy là khi mà chúng ta đi chanh đất, chúng ta chỉ cần đơn giản là tháo dép ra rồi đi chanh đất để cho chanh tiếp xúc với mặt đất, hoặc là đi chanh không ở trên thảm cỏ như thế này thôi, thì nó sẽ mang lại rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe. Cơ thể của chúng ta có điện tích dương và mặt đất của chúng ta thì có điện tích âm. Do đó khi mà chúng ta để bàn chanh của chúng ta tiếp xúc với mặt đất đó, thì chúng ta hấp thu được rất là nhiều năng lượng âm ở trong mặt đất, và do đó mà cơ thể của chúng ta được cân bằng. Khi mà cơ thể của chúng ta không cân bằng đó, thì cơ thể của chúng ta có rất là nhiều bệnh và cái tình trạng inflammation nó sẽ xảy ra. Nhưng mà khi những cái điện tích ở trong cơ thể của chúng ta được cân bằng đó, thì cơ thể của chúng ta rất là khỏe mạnh. Hannah sẽ để cái link ở dưới phần miêu tả để các bạn có thể vào để mà đọc nhiều hơn về cái việc mà đi chanh đất, tiếp xúc với đất nha. Và đặc biệt là khi mà mình đi chanh dưới cái thảm cỏ ở nhà mình, thì mình biết là mình không có xịt thuốc diệt cỏ dại hay là thuốc diệt côn trùng đó, thì mình đi nó sẽ tốt hơn là mình đi trên những cái thảm cỏ của nhà người ta. Bởi vì là mình không biết là mình nhìn những cái thảm cỏ nó đẹp như vậy đó, nhưng mà mình không biết là người ta phun xịt
những cái loại thuốc diệt cỏ dại như thế nào, đặc biệt là cái loại thuốc diệt cỏ dại rau úp đó các bạn, nó độc vô cùng. Do đó mà cái việc mà có một cái khu vườn ở nhà như thế này đó thì mình có thể vô tư tháo dép ra và đi chanh đất ở trong vườn như thế này nè. Ít nhất là 30 phút mỗi ngày đi chanh đất, tiếp xúc với mẹ tự nhiên, tiếp xúc với đất thôi, thì mình đã có, giống như là khi mà đi chanh đất đó, thì người ta nói là tương đương với việc là các bạn ăn rất là nhiều những cái loại rau củ quả mà có rất là nhiều cái chất antioxidant, cái chất chống oxy hóa đó các bạn. Thì khi mà các bạn đi chanh đất ở ngoài này thì các bạn cũng sẽ nạp được rất là nhiều chất chống oxy hóa vào trong cơ thể, do đó mà cái tình trạng viêm tấy trong cơ thể sẽ giảm đi rất là nhiều. Cái việc mà đi chanh đất đó, nó có vô cùng, nó có rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hana sẽ chia sẻ cho các bạn ở một cái video khác về cái những cái lợi ích vô cùng tuyệt vời của việc đi chanh đất ha. Và khi mà các bạn có một cái khu vườn đó thì các bạn có cơ hội đi ra đây mỗi ngày để mà đi chanh đất, để mà tiếp xúc lại với mẹ tự nhiên, để nối kết lại với mẹ tự nhiên. Nếu như mà các bạn đang có bị bệnh đó thì nó sẽ giúp các bạn chữa lành nhanh hơn. Và nếu như mà các bạn mất ngủ đó thì cái việc mà đi ra ngoài nắng, phơi nắng và đi chanh đất ở dưới đất như thế này, nó sẽ giúp cho các bạn vui vẻ hơn và các bạn sẽ ngủ sâu hơn và các bạn sẽ ngủ ngon hơn. Lợi ích của nó vô cùng tuyệt vời. Một cái lợi ích nữa mà cái việc làm vườn mang lại, nếu như mà các bạn có con nhỏ ở trong nhà thì cái việc mà có một khu vườn đó, nó mang lại cho con của bạn có một cái sức khỏe rất là tốt về mặt thể chất cũng như là về mặt tinh thần. Hana có hai con nhỏ thì thường thì con của Hana và Hana đi ra ngoài này rất là nhiều. Sáng khi mà trời nắng đó, trời mặt trời mới mọc đó, thì mấy mẹ con của mình đi ra ngoài này để ngắm mặt trời mọc. Rồi sau đó khi mà nắng lên đó, thì mình sẽ cùng con ra ngoài này phơi nắng, rồi hái rau củ quả, rồi tắm nắng, rồi là đọc sách ở ngoài này. Mình dành rất là nhiều thời gian ở ngoài này, nó rất là tốt cho sức khỏe cũng như là cho sự trưởng thành của các em, bởi vì là các con sẽ lấy được năng lượng từ nắng nè, từ gió nè, từ mặt trời, rồi từ mặt đất. Các con, những cái thứ này là nó là hoàn toàn miễn phí và nó vô cùng kỳ diệu. Mẹ tự nhiên, Thiên Chúa tạo ra những cái này cho chúng ta, không phải là một cái gì đó dư thừa. Hay là biết thời đại bây giờ thì những cái thứ này nó không có còn, người ta không có còn trân trọng những cái thứ này nữa. Nhưng mà đối với Hana đó thì Hana rất là quý những cái thứ này, bởi vì Hana biết nó vô cùng tuyệt vời, nó đã giúp Hana rất là nhiều. Nắng, gió, không khí trong lành, năng lượng từ mặt trời, rồi năng lượng từ mặt đất, nó sẽ giúp các con trưởng thành, giúp các con thông minh hơn, giúp các con khỏe hơn và giúp các con, nếu như mà các con đang có bệnh ở trong người hoặc là đang bị độc tố ở trong người, nó sẽ giúp các con đẩy ra hết những cái độc tố này ra bên ngoài. Do đó mà các con khỏe hơn và các con thông minh hơn, khả năng học hỏi của các con rất là nhanh, rất là tốt. Hơn nữa đó, khi mà đi ra ngoài này thì các con sẽ cùng mẹ học những cái bài học trải nghiệm mà ở trường học sẽ không bao giờ dạy cho các em. Đó là các em sẽ được tự tay trồng trọt những cái cây mà các em thích ăn và sẽ nhìn nó mỗi ngày lớn lên, và khi nó bị bệnh thì mẹ sẽ giúp các em, chỉ cho các em xử lý những cái cây này như thế nào. Và các em cũng sẽ có cơ hội tiếp xúc với, chơi với đất nhiều hơn, đặc biệt là những cái loại đất hữu cơ, những cái loại đất mà các bạn bón bằng những cái phân trùn quế thì nó có rất là nhiều lợi khuẩn ở trong đó, và những cái lợi khuẩn này giúp cho sức đề kháng của các em tốt lên rất là nhiều. Khi mà các em tự tay trồng những cái loại cây hoặc là quan sát những cái loại cây cỏ xung quanh mình, nhìn nó lớn lên rồi cho ra hoa kết trái đó, thì khi mà các em ăn những cái loại rau củ quả này, các em sẽ biết trân trọng, các em sẽ học được cái cách trân trọng đồ ăn. Và cái điều đặc biệt đó là khi mà các bạn có một cái khu vườn như thế này, các bạn cho các em ra ngoài nhiều đó thì
các em sẽ giảm thiểu cái thời gian mà các em chơi với những cái loại thiết bị điện tử ở trong nhà. Cái thời gian mà các em tiếp xúc với sóng điện tử sẽ giảm lại, và thay vào đó là các em sẽ đi ra bên ngoài để kết nối lại với mẹ tự nhiên. Thì cái điều này nó rất là có lợi cho sức khỏe của các em, cho sự phát triển trí não cũng như là thể chất của các em. Và bạn có một cái khu vườn đó thì bạn sẽ học được rất là nhiều những cái kiến thức mới. Bạn học những cái kiến thức mới mỗi ngày luôn. Bởi vì là khi mà chúng ta không phải chúng ta trồng cái gì cũng nó cũng mọc rồi cái gì nó cũng cho ra hoa kết quả đâu các bạn. Những cái năm đầu đó, thậm chí là bây giờ khi mà Hannah trồng đó, thì nó cũng bị chết, cũng bị hư, cũng bị hại rất là nhiều. Và mình phải học lại, mình phải học những cái, mình phải tìm kiếm tại sao mà cây của mình bị như vậy, và những cái cách gì để mà giúp cây nó chống lại những cái bệnh này. Hannah học được những cái loại côn trùng khác nhau thì nó giúp cho những cái bệnh nó bổ sung cho nhau. Giống như là khi mà mình thấy kiến nó bò lên cây đó là mình biết cây của mình sắp sửa bị bệnh nấm. Thì những con kiến này nó sẽ ăn nấm, ăn những cái con nấm, những cái con nấm ở trên cây đó, hoặc là những cái con ladybug thì nó sẽ cũng sẽ giúp ăn những cái loại nấm này. Hannah cũng học được những cái lợi ích của những cái con trùng đách, rồi những cái loại mà giúp cây thụ phấn. Hannah học được cách trồng cây từ hạt giống hoặc là từ cây con, học được rất là nhiều. Và thậm chí bây giờ Hannah cũng phải học mỗi ngày luôn, phải tìm kiếm khi mà cây của Hannah bị chết hay là bị bệnh gì đó thì mình sẽ đi vào để mà mình học hỏi những cái kiến thức để mà làm cái cách nào một cách tự nhiên để có thể giúp cái cây không có bị chết lần sau nữa. Khi mà các bạn có một cái khu vườn á, thì bạn sẽ có xu hướng là rất là thích học hỏi những cái kiến thức, và các bạn sẽ có cơ hội thực hành mỗi ngày ở trên cái khu vườn của mình luôn. Điều thú vị là khi mà bạn học được thì bạn sẽ thích chia sẻ cho những người khác, đặc biệt là con bạn. Tụi nó sẽ rất là vui, rất là tò mò để học những cái kiến thức này. Khi mà bạn có một khu vườn rồi đó thì bạn sẽ học được rất là nhiều. Mỗi ngày thì cái kỹ năng làm vườn và những cái kỹ năng khác của bạn nó sẽ tăng lên rất là nhiều, và kiến thức của bạn cũng sẽ rộng hơn. Và cái lợi ích tiếp theo của cái việc làm vườn đó là nó giúp cho sức khỏe của về mặt tinh thần. Bởi vì là nếu như mà các bạn có một ngày không có vui đó, thì chỉ cần đi ra ngoài vườn, đi ra ngoài này, hít thở thật sâu, rồi nhìn cây cỏ, rồi nghe chim hót, rồi nhìn hoa nở nè, rồi nhìn mọi thứ xung quanh, tự nhiên là nỗi buồn của các bạn tự động nó sẽ tan biến. Và đặc biệt là không khí trong lành, rồi ánh nắng mặt trời, rồi năng lượng từ mặt đất, nó sẽ làm cho cái tinh thần của bạn vui lên rất là nhiều. Đó là một trong những cái lợi ích vô cùng tuyệt vời khi mà các bạn có một cái khu vườn. Nó sẽ giúp các bạn giảm stress, giảm bệnh trầm cảm, và nó sẽ làm cho tinh thần của các bạn lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc và yêu đời hết. Lợi ích tiếp theo của cái việc làm vườn mang lại là các bạn có thể tự cung cấp rau sạch và cung cấp thức ăn cho chính bạn và những người thân trong gia đình của bạn. Bởi vì là mình không biết được, như là cái thời mấy năm trước mà khi mà Covid xảy ra đó các bạn, thì mọi thứ bị lockdown, rồi ở ngoài chợ thì không có đủ thực phẩm cho mọi người. Thì nếu như mà thời đó, nếu như mà các bạn có một căn vườn ở sau nhà của các bạn, hay là các bạn có một cái khu vườn dù nhỏ thôi, thì các bạn có thể chủ động được trong cái việc mà cung cấp thức ăn cho chính mình cũng như là những người thân trong gia đình. Bởi vì là những cái việc như vậy nó xảy ra bất cứ lúc nào mà chúng ta không có lường trước được. Thì nếu như mà có một cái khu vườn sẵn ở ngoài phía sau như thế này thì mình không có cần phải lo lắng là một ngày nào đó mình bị lockdown, hay là một ngày nào đó mình không ở ngoài chợ sẽ không có đồ ăn hay là thức uống hay là những cái loại như vậy nữa. Thì chỉ cần đi ra vườn hái rau củ quả vào, ở ngoài vườn có cái gì thì mình ăn cái đó. Mình trồng organic nữa, mình không có xịt
những cái loại côn trùng, những cái loại thuốc diệt cỏ dại hay là những cái loại thuốc trừ sâu độc hại đó thì mình ăn vô tư, mình không cần phải lo lắng gì hết các bạn ha. Tại sao mà bạn tự trồng rau? Mình có thể đi ra chợ để mà mua mà, thậm chí là mua với giá rất là rẻ nữa. Tại sao mà bạn phải tự trồng rau củ quả ở nhà? Lý do của các bạn là gì? Các bạn có thể chia sẻ để chúng mình cùng học hỏi nha. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.